Trong nhiều hình thức giáo dục thế hệ trẻ về phương thức sống phụng sự đạo Pháp và dân tộc, thì những hội trại khóa tu được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá rất cao. Với hơn 10 năm hình thành, hội trại tuổi trẻ và Phật giáo đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, được nhiều bạn trẻ hồ hởi trông đợi mỗi khi hè về. Không chỉ là được chiêm nghiệm sự uy linh, thấm niệm của Phật Pháp trong đời sống, đây còn là dịp để các bạn trẻ học hỏi, vui chơi, cùng hướng đến những giá trị tuổi trẻ đẹp đẽ nhất theo phương hướng tốt đời đẹp đạo. Hội trại tuổi trẻ và Phật giáo với chủ đề Hào khí Thăng Long vừa diễn ra tại chùa Khai Nguyên, Sơn Tây Hà Nội là một ví dụ. Chùa Khai Nguyên, Sơn Đông, Sơn Tây Hà Nội, nơi khai mạc hội trại hè với chủ đề Hào khí Thăng Long ngày 25 tháng 7 đã quy tụ hơn 2.000 bạn trẻ đến từ 29 tỉnh thành Bắc Bộ. Nhiệt huyết, oai hùng, thấm niệm và đầy hoan hỷ, đó là cảm nhận của nhiều bạn trẻ khi được tham gia hội trại và khóa tu mùa hè. Qua những lời thầy vừa nói thì cháu rút ra được bài học kinh nghiệm trong cuộc sống của mình và biết yêu thương mọi người và thầy cô hơn và quý trọng những người xung quanh mình. Học ở đây thì rất là nhiều cái điều mà mới lạ, thế nên là rất là bổ ích. Lên tránh xa những cái điều ác và lên hướng đến những cái điều thiện thì con người ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn với cả hạnh phúc hơn. Khác với trại hè thông thường, đến với Hào khí Thăng Long, các bạn trẻ sẽ được nghe Pháp, tọa thiền, hướng đến văn hóa tử bi, hỷ xả của Phật giáo, hướng tâm tới lòng từ ái, khoan hòa. Điều này đặc biệt đáng quan tâm, trong khi tuổi trẻ học đường hiện nay đang có nhiều hành động bạo lực, bị tác động bởi những lối sống lệch chuẩn, gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển thể lý và tâm lý của thanh thiếu niên. Hôm nay mới là ngày khai mạc, nhưng với sự hiện diện của hơn 2.000 cháu ở 18 tỉnh thành phố, các tỉnh phía Bắc, để thấy sự hưởng ứng của các địa phương, sự hưởng ứng của các gia đình và đặc biệt là sự hoan hỷ của các cháu khi tham gia hội trại. Và chúng ta thấy những thầy cô, những tình nguyện viên và những bố mẹ hết sức quan tâm giúp cho các cháu có được những cái hoạt động thiết thực như chúng ta đã thấy trong buổi khai mạc. Cái ý nghĩa đó có thể nói là sự lan tỏa tốt để giúp cho xã hội và giúp cho nhiều người nhìn nhận vào những cái giá trị tốt lành khi giáo dục cái hoạt động tập thể cho các cháu. Trong 5 ngày hội trại với nhiều tọa đàm cùng với các chủ đề về gia đình, cuộc sống, hướng đến lối sống tốt đẹp cho xã hội như bảo vệ môi trường, không xả rác ra môi trường, trại hè tuổi trẻ và Phật giáo 2019 là một không gian văn hóa đặc sắc mang đậm âm hưởng dân tộc và truyền thống hiếu đễ trở về cội nguồn. Đặc biệt hơn, với nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, thế hệ trẻ sẽ thấm nhuần tư tưởng nhiệt huyết, học hỏi thêm kinh nghiệm sống, xây dựng nếp sống thiện lành, hạnh phúc vì một tương lai tốt đời, đẹp đạo.